Hello anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với clip của mình. Hôm nay mình làm một clip về đánh giá về cục máy của Suzuki. Thì mình đánh giá trên chiếc xe của mình là Suzuki Smart Evo đời 2009 nha các bạn. Thì xe này là mình đã đi được khoảng 130.000 cây số rồi đó anh em ơi. Máy móc thì nói chung là su thì mình đánh giá là máy nó rất là bền nha anh em, và chạy ổn định của nó cao. Đầu tiên thì mình đánh giá về cái nước sơn của nó trước nha anh em. Anh em thấy nước sơn của cục máy của su nó sơn bằng cái công nghệ gì đó rất là tốt nha anh em. Mình mua từ năm 2009 mà tới giờ là phải hơn 10 năm rồi đúng không anh em? Thì anh em nhìn thấy nè, cái nước sơn riêng của nó nè vẫn còn rất là mới nha. Không hề có hiện tượng là bong chóc hay là nổ sơn gì hết đó. Đó là mình đánh giá về cái nước sơn của su á. Họ sơn cái lốc máy rất là đẹp, rất là tốt luôn. Rồi cái thứ hai nữa đó là về cái công suất của máy. Thì cái xe này là 110 phân khối, thì nếu mà so với các hãng khác thì su, cái dòng su thì nó đề ba nó không có gọi là không có giọt đó, không có giọt như là các cái hãng khác. Nhưng mà bù lại thì su chạy nước hậu thì mình đánh giá là nó rất là đầm và rất là ngon nha anh em. Thì xe mình thì lúc mới thì mình sau khi mà rô đai các kiểu rồi thì mình cũng đã thử test là chạy hết tốc độ thì nó có thể lên được hơn 100 cây số giờ. Nó đường bằng nha anh em, đường bằng đó mà chạy một người thôi thì nó có thể lên được là hơn 100 cây số và kéo cứng ga luôn đó. Với điều kiện là xe mới thì tới bây giờ đó, mình cũng không có test cái kiểu đó nữa, nhưng mà mình cảm thấy là nếu mà cỡ 90 á thì nó vẫn chạy được, kéo được. Nói chung là nó cái mức mà giữ tốc của nó thì khá là ổn. Số 1, số 2 của nó thì là nước đề thì nó không có ngon. Nó có nghĩa là ví dụ như các bạn chạy các loại xe Honda hay Yamaha gì đó, thì ví dụ như các bạn kéo số 1, số 2 nó có thể lên được 30, 40 vậy đó. Nhưng mà cái dòng su này á thì các bạn kéo thì nó chỉ lên được khoảng chừng 20 thôi là nó đã rồ máy rồi đó. Có nghĩa là mình cảm giác thấy là nó số 1, số 2 cái nước đề nó cũng ngon, nó không có rút, nhưng mà cái nước hậu thì nó là ngon, chạy đầm xe lắm, máy nó êm, máy nó không có rung đó. Thì theo mình biết thì cái dòng su này á, su Revo này á, cái máy của nó thì nó chưa được trang bị cái cục tạ phụ để mà cân bằng cái gen á. Thì cái tạ phụ này á, nó là cái đời X-Bike á, Suzuki X-Bike thì nó đã có. Thì mình cũng chưa có chạy bay được, nhưng mà mình nghe nói là cái máy nó còn êm hơn cái xe này nữa. Thì nếu có cơ hội mình sẽ thử trải nghiệm xem cái độ êm của nó như thế nào ha. Rồi về cái xe này á, cái đầu bò của nó rất là êm, mình đánh giá đầu bò nó êm lắm, đầu bò xe.
khi mà anh em ví dụ như anh em làm máy lại rồi á, thì khi mà nhưng mà anh em phải kiếm được cái chỗ thợ làm nó chuẩn chút nha anh em. Tại xe này nói chung là nó cũng dễ thôi, nhưng mà canh cam cọ của nó thì nó đòi hỏi là nếu mà anh thợ nó làm quen cái máy su của nó làm thì chạy nó rất là êm đó, không có bị rào xào róc hay gì á. Xe mình thì nói chung là mình chạy hàng ngày á, mà mỗi ngày mình chạy cũng nhiều nữa, 60-70 cây số đi làm thì nói chung là chạy nhiều lắm, mình chạy ngoài đường nhiều lắm. Xe mình thì mình cái cục máy này á, mình đã làm máy 3 lần rồi, thì 3 lần đó đó nói chung là mình làm từ từ đầu làm đầu bò cho tới làm nồi. Mỗi lần làm như vậy thì mình kết hợp mình làm luôn. Mình làm đầu thì mình chỉ mình sấy xúc bắp lại nè, mình thay bạc. À, xe này vẫn là cốt không nha anh em, mình chỉ thay bạc mới thôi, nó vẫn là cốt không đó anh em ơi. Mình làm đầu thì mình sấy xúc bắp, mình thay gít chân xúc bắp. Rồi xúc bình xăng con, thay buji, đó là phần đầu. Thay lọc gió nữa, mình mỗi lần làm mình thay lọc gió. Còn cái phần nồi á thì mình thay 4 nồi háng. Mình vớt lại chuông, nói chung là cái chuông vẫn còn xài được. 4 nồi thì mình thay 4 nồi háng. Các cái ron này mình cũng thay ron của hãng hết luôn anh em. Nhưng mà tại vì cái này của mình á là mình đi nhiều quá anh em, mỗi ngày mình đi nhiều lắm, với lại cái xe này nó cũng chịu áp lực cao, mình có chở hàng rồi các kiểu nữa, nên cái đầu này có lẽ là cái ron này nó chịu không nổi, nó có xì nhớt anh em. Chắc tại vì lần trước mình nhớ cái lần trước mình làm thì người ta không ở trong cái này, đà đầu này nè nó có một cái rãnh, nó có cái ron, nó có 2 cái ron, một cái ron cao su, một cái ron cao su giống như cọng dây thun anh em, là nó bỏ vào trong cái rãnh đó, rồi bên ngoài nó là nó có thêm cái ron mà anh em ron 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 giấy á, thì cái ron cao su đó đợt đó anh không có thay, xài lại cái ron cũ nên giờ chạy nhiều nữa nên là nó hở nó xì ra nè, nhưng mà không sao nha, nó chạy bình thường em. Chạy chạy vẫn là rất là ngọt, chạy ngọt được. Cái cục máy của su á thì mình chạy mình cảm thấy rất là yên tâm, nó không có hư hỏng lặt vặt gì hết, đó là cái điều mình rất là thích. Đồ của su các cái bộ phận ví dụ như là bobin sườn hay là cục IC đánh lửa em rất là tốt nha. Xe mình đời 2009 tới giờ chạy chưa, 2 cái cục này chưa bao giờ phải thay hết. Và dòng su này á, thì là nó đánh lửa bình. Cái lợi thế của đánh lửa bình đó là ví dụ như anh em trong trường hợp là xe thường nó hay chạy lâu ngày á, nó bị cái cụm lửa anh em, cụm phát nó cụm lửa ở trong cái lốc. Đây, trong này nè. Nó có cụm lửa. Thì nó có cụm điện bình với cụm lửa, thì đối với các cái dòng xe số phổ thông khác á, thì điện á nó xài là trực tiếp từ mô bin lửa nha anh em. Nên nếu mà anh em đang đi đâu xa đó mà cái cục mô bin lửa này nó chết là anh em xác định là anh em giác bộ luôn nha. Nhưng mà dòng su này nó đánh lửa bình nên á là nếu có mà cái cục lửa này á nó có chết đi chăng nữa anh em vẫn có thể chạy được nha, tại vì á nó đánh lửa nó lấy điện từ bình xuống bình ắc quy của anh em á, nên nó sẽ chạy cho tới khi nào mà cái bình ắc quy của anh em nó hết điện á, thì anh em thì xe nó mới không chạy được thôi. Thì sáng đây mình cũng chỉ cho anh em biết cái dấu hiệu mà biết là cái cụm lửa của anh em chết á. Thì
anh em chạy xe nó sẽ hơi yếu lại chút xíu. Anh em chạy một hồi, khi mà bình nó chuẩn bị hết á thì anh em sẽ xi nhan hay là mở đèn trước, mở đèn xe hay là bấm 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 kèn ra anh em. Nó yếu lắm. Lúc đó mình sẽ đặt cái nghi ngờ nha anh em, mình phải nghi ngờ liền nha. Thì mình mới chuẩn bị tinh thần là cục lửa chết rồi đó. Mà cục lửa chết á là chuẩn bị cái xe mình nó nằm im luôn nha anh em. Đó. Nhưng mà từ cái lúc mà cục lửa mà nó chết á, tới lúc mà xe này nó chạy hết được cái bình, đánh lửa hết được cái bình đó, thì anh em yên tâm nha, nó có thể chạy được một bình xăng đầy đó của anh em đó. Đây là cái kinh nghiệm của mình luôn á anh em, mình đã từng bị rồi mà mình biết. Thì cái đợt đó mình đi Vũng Tàu á, lúc đi á là khoảng 5 giờ chiều mình đi, thì tới Long Thành á thì lúc đó tối rồi, 6 giờ mình mở đèn lên thì đèn rất là yếu, đúng là yếu, mình không hiểu vì sao ấy, nhưng mà mình vẫn mở đèn, mình chạy xuống tới Vũng Tàu luôn đó, mình chơi với đó xong tới lúc mình quay về luôn anh em tới đâu, mở đèn tới lúc quay về luôn, mình không hiểu vì sao mà đèn càng ngày càng tối. Thì mình mới đi sửa, mình dắt vô tiệm sửa xe, thì cái anh thợ anh nói là xe mình á là bị cháy một lửa rồi, cháy một lửa rồi. Anh nói là bây giờ cũng tối rồi nữa, lúc đó cũng tối nên là không có sửa được, nói mình á tắt hết đèn đi, mình chạy đi đừng mở đèn. Thì mình chạy về tới nhà được luôn nha anh em đó. Thì nói chung là một khi kể từ lúc mà cục lửa chết á tới lúc mà hết bình xe không chạy được, thì anh em dư sức có thể chạy một bình xăng, một bình xăng này là ok, với điều kiện là anh em không có mở đèn hay là cái khác, hoặc là với lại bình của anh em nó cũng còn 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 ok xíu nha anh em đó. Thì nó cũng giúp cứu hộ mình được cái phần đó. Máy á, thì xe này của mình á, mình chạy bây giờ mình cái lốc giữa nó vẫn lốc giữa mình vẫn chưa có mở lốc giữa nha anh em, chưa có mở lốc giữa, tức là các cái tay gen hay là bạc đạn gen hay là các cái đồ trong đó là còn nguyên bản luôn, chưa có chút chạm gì hết. Thì anh em cứ nghĩ coi, thì 130.000 cây số rồi nhưng mà lốc giữa vẫn chưa trẻ, xe chạy vẫn êm, thì cái xu quá, cái hãng xu họ làm cái máy của họ nó chất lượng anh em, chất lượng cao nào. Cái bình xăng con đó, bình xăng con này mình đánh giá cũng khá ok. Thì mình mỗi lần làm máy thì mình kết hợp mình làm mình xúc bình xăng con luôn, tại vì mình xài hai cái lọc xăng, mình có xài thêm một cái lọc xăng nữa phụ á, anh em thấy không, cái lọc xăng phụ này là mình gắn thêm nè, nên nó cũng hạn chế được cái cặn bẩn từ trên bình xăng lớn xuống á, nên nói chung là cái bình xăng con này nó cũng sạch, nó không có bị đóng cặn, với lại là mình chạy hàng ngày nữa đó. Và chạy ra từ đó tới giờ thì mình để ý thấy là cái mức tiêu thụ của nó thì cũng không có hao mấy anh em, mà chạy nếu chạy trong đường thành phố thì khoảng 40 cây, chạy đường trường thì khoảng 50 cây một lít xăng. Thì mình có đánh giá thử, nếu anh em mà có đang chạy xô á như mình á, thì nếu đúng thì anh em mà comment cho mình biết nha, xác nhận giúp mình nhé. Thì nói chung là mình đánh giá sơ bộ về cái cục máy của Suzuki vậy đó anh em ạ. Thì nếu anh em thấy hay thì anh em hãy cho mình xin một subscribe và để lại comment để mình có thêm động lực để mình làm những clip tiếp theo và chia sẻ với anh em. Rồi thì clip của mình đó đến đây là hết nha anh em. Thì mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào tạm biệt anh em nha.